Nếu các bạn đang tìm một chiếc xe số tự động tầm giá khoảng 500 triệu thuộc phân khúc C mà rất chú trọng đến độ bền bỉ của nhà Toyota thì đây là một sự lựa chọn đáng cho các bạn cân nhắc nè. Trước mắt của anh chị và các bạn đây là chiếc Toyota Altis bản G máy 1.8 số tự động 2015 mẫu mới ha, đang mang biển số Sài Gòn. Thì anh chị ở Sài Gòn và Hà Nội mua thì không tốn 20 triệu tiền biển ha. Đó, xe màu bạc rất là đẹp các bạn. Xe này đi kỹ lắm. Ở chất xe còn mới lắm, mới chạy 50 mấy nghìn cây à. Đó, sáng lóa nè. Nguyên một dải mạ rôm vuốt từ mí đèn bên này qua tới mí đèn bên kia, nguyên một dải mạ rôm của mặt ga lăng luôn. Ở dưới được ốp theo bên này. Nhìn nó sáng xe đó các bạn. Xe màu bạc ha, màu bạc nhìn nó sáng sủa. Đó, để mình đi một vòng tổng thể các bạn xem. Mâm đa chấu, nhìn nó cách đều đó các bạn. Vỏ là vỏ Michelin luôn. Đó. Vỏ là 205 55R16. Đi cách âm rất là tốt ha, bốn phanh đĩa. Cái mâm này đẹp đó các bạn. Mâm đúc hợp kim nhôm ha, phay luôn, mâm phay luôn. Đó. Xe rất là liền lạc. Để mình đi một vòng tổng thể các bạn xem, mỗi xe phân khúc C rộng rãi, an toàn. Phía sau là có cảm biến luôn. Nè, những cái này người ta ốp thêm các bạn. Nhìn nó có cái điểm nhấn lắm, nó sáng cái xe lắm. Cái này Corolla Altis rất là bền bỉ, máy 1.8 bản G ha, số tự động. Đèn phía sau là có LED 3D luôn các bạn. Đó, LED này mình quên bật rồi. Bật lên cho các bạn xem. Đó. Ok, cốp thì rộng lắm. Thương hiệu Toyota rất bền bỉ. Bảo trì bảo dưỡng rẻ lắm các bạn, xe Toyota hay vậy. Rất là lành. Vỏ còn dày cui à. Tay mở cửa nó có cái dải mạ chrome nè. Rất là tỉ mỉ luôn á, nhìn nó tinh tế lắm. Phía trên là có vẹt che mưa. Dán phim cách nhiệt rồi hết rồi. Nè, cửa dán phim cách nhiệt hết rồi. Cửa có dải mạ chrome vuốt từ bên này qua bên này nè. Đó. Cửa hai màu luôn ha. Cửa màu đen và màu kem. Nội thất là màu thất màu kem. Nội thất màu kem đẹp lắm các bạn. Thất da ha. Mày sợ chưa? Trần bọng là sạch to ha. Đó, trần thì bọc keo trần hết rồi. Sạch sẽ. Đó, dàn ghế các bạn. Ghế còn căng lắm ha. Đó, xe được trang bị màn hình rồi coi video rồi thoải mái luôn. Trang bị cho đi đường dài thoải mái. Xe này đi dữ lắm các bạn, mới tin nè. Anh Tít này đa số xe nào về là bên mình bán liền xe đó. Bán rất là nhanh, mấy cái xe này anh chị rất là chuộng bởi vì nó bền quá mà. Lúc mua mới mắc mà bây giờ bán lại giá chỉ có 500 mấy thôi. Ghế điện đó các bạn, ghế điện 10 hướng luôn ha. Đó, ghế điện 10 hướng luôn nè. Những cái bệ bước người ta ốp những cái này lên xuống nó không bị trầy, không bị trầy cái xe. Đây. Những cái tem. Đó. Gương gập chỉnh điện ha, gương gập chỉnh điện. Đó, xe này bảo dưỡng. Đó. Lịch hẹn bảo dưỡng ở 56.000 cây, vừa tới luôn. Đó. Xe bảo dưỡng đầy đủ các bạn, 56.000 cây thì bây giờ khi mà giao cho bạn thì bên mình sẽ bảo dưỡng luôn trước khi giao cho bạn ha. Giao cho bạn là mẫu xe là chất lượng tốt nhất. Đó, chỉnh chu nhất ha. Xe đẹp, vô lăng mới tin nè. Cái màn hình này coi DVD được luôn bạn, coi video được luôn. Đó, mình đang mở nè. Điều hòa hay điều hòa tự động luôn, lạnh sâu lắm. Đây, xe này được trang bị cái dàn loa rồi. Cái dàn loa đây, điều chỉnh loa này, nghe hay lắm. Nhưng mà mình không mở được bởi vì mở nó bị bản quyền, các bạn thông cảm nha. Ở trong này đựng đồ, dàn ghế cũng còn mới lắm. Đó, đơn giản thôi, Toyota thì rất là đơn giản các bạn. Rất là đơn giản nhưng mà bền, cực kỳ bền luôn. Đây, những cái chi tiết này nè, không biết các bạn thấy không nữa. Cái vân gỗ nhìn nó sang đó các bạn. Ở chỗ này, cái cụm ở chỗ này nè, nhìn nó sang lắm. Nó có cái vân gỗ nhìn ở ngoài á, nó rất là đẹp. Ở trên này thì có cái đồng hồ. Đó, tắp lô à. Ok, ra một con máy các bạn xem nha. Mấy cái xe Toyota đi rất là lành, bền cực kỳ luôn. Đó, đóng cửa nghe chắc ha. Dual VVT-i, van kép, van biến thiên. Đó. Thiết kế của mẫu mới nhìn nó trẻ trung. Cái màu bạc này đi thì nó rất là sạch. Đó, mình đi thì mình giữ thì nó lúc nào cũng sẽ đẹp thôi. Rồi ok, mở khoang máy các bạn xem nha. Đây máy xe nè các bạn. Đó, máy xe nổ êm lắm nè. Phải nói là xe Nhật nổ rất là êm luôn, nổ thi thầm luôn. Mình vào xe gần như là không nghe tiếng máy luôn các bạn. Nổ máy mà không nhìn vô đồng hồ là gần như là không biết luôn á.
máy nổ Enduro. Tất cả 100% xe bên mình đều cam kết chất lượng tuyệt đối cho bạn hết nha. Cam kết về động cơ hộp số chưa từng nạy tu nè, không đâm đụng thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng hết. Bán ra có cam kết bằng văn bản rõ ràng. Các bạn đi mua xe đi chán thì có thể lên đời đổi xe khác thì bên mình thu lại giá rất là tốt cho bạn luôn. Đó, bán xe có cam kết chất lượng, bao quay đầu luôn thoải mái, nên các bạn khỏi phải lo ha. Đó. Rồi ok, xe này bên mình đang chào bán với mức giá là 558 triệu thôi. 558 triệu nha bạn, Antique bản G luôn, biển Sài Gòn luôn. Đó, màu vàng rất là trẻ trung, đẹp đẽ ha. Rồi các bạn đã quan tâm xe này liên hệ Trương liền nha, qua số điện thoại 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Đó, xe tất cả xe bên mình đều hỗ trợ trả góp cho bạn hết, từ 2014 trở lên ngân hàng sẽ hỗ trợ mình 70% giá trị xe. Đó, các bạn nào chưa đủ tài chính là thì mình sẽ hỗ trợ ngân hàng cho bạn mua cho nó nhẹ nhàng ha. Rồi ok, các bạn nào quan tâm cứ liên hệ Trương nha, sẽ hỗ trợ tốt nhất giá cũng sẽ tốt nhất đó. Rồi ok, chưa có thu mua xe, các bạn nào muốn bán xe thì cứ liên hệ cho mình nha, sẽ hỗ trợ cho bạn giá tốt nhất luôn. Giao dịch thì chỉ một lần thôi, nhanh gọn tốc độ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để luôn cập nhật những xe mới nhất nha. Rồi cảm ơn các bạn xem video, bye bye.